Quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới trên kênh truyền hình thiết yếu của tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, hôm qua, Ngân hàng Trung ương Anh BOE đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức cao nhất trong 16 năm trở lại đây. BOE duy trì lãi suất ở mức 5,25%, trong khi đặt mục tiêu duy trì lạm phát ở mức 2%. Theo số liệu được Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố hôm 19 tháng 6, lạm phát của nước này đã giảm từ mức 2,3% trong tháng 4 xuống còn 2% trong tháng 5. Đây là mức lạm phát thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2021 và lần đầu tiên chạm mục tiêu 2% của BOE. Lạm phát tháng 5 cũng giảm mạnh so với mức 8,7% vào tháng 5 năm 2023. Tuy nhiên, lạm phát dịch vụ vẫn ở mức cao là 5,7% trong tháng trước, chỉ giảm nhẹ so với mức 5,9% của tháng 4. BOE cho rằng lạm phát có thể sẽ quay trở lại mức 3% vào cuối năm nay, trước khi giảm trở lại vào năm tới, xuống còn 2%. Cơ quan thống kê Liên bang Đức Detastit cho biết, số lượng giấy phép xây dựng nhà ở tại Đức trong tháng 4 giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy cuộc khủng hoảng nhà ở của Đức tiếp tục trầm trọng. Theo The Statistic, chỉ có 17.600 giấy phép xây dựng được cấp tại Đức trong tháng 4, giảm 43,5% so với cùng kỳ năm 2022. Năm 2023, chính phủ Đức một lần nữa không đạt được mục tiêu xây dựng 400.000 ngôi nhà mới. Theo số liệu chính thức, chỉ có gần 295.000 căn nhà được hoàn thành, giảm 0,3% so với năm 2022. Sau nhiều năm lãi suất tăng và chi phí xây dựng tăng bọt, ngành xây dựng Đức vẫn hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn sau quyết định đầu tháng này của Ngân hàng Trung ương châu Âu hạ lãi suất chủ chốt của khối xuống 4,25%. Theo Hiệp hội xây dựng Đức, nước này hiện thiếu hụt 600.000 nhà ở và dự kiến con số này sẽ tăng lên 830.000 vào năm 2027. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikode Balankura hôm qua cho biết, Thái Lan đã để đơn xin gia nhập nhóm các nền kinh tế phát triển Paris tại một cuộc họp cấp bộ trưởng của khối được tổ chức vào tuần trước. Theo ông Balankura, Thái Lan kỳ vọng sẽ được kết nạp vào Paris ngay trong cuộc họp thượng đỉnh của khối tại Nga vào tháng 10 tới. Xuất khẩu của Thái Lan sang các nước Paris hiện chiếm gần một phần tư tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này, phần lớn trong số đó là đến Trung Quốc. Ngoài Brice, Thái Lan cũng đang muốn gia nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD sau khi được tổ chức có trụ sở tại Paris của Pháp mới mở các cuộc thảo luận gia nhập. Thưa quý vị, chỉ số giá tiêu dùng CPI cốt loại của Nhật Bản đã tăng trong tháng 5 do tác động của việc tăng thuế năng lượng, nhưng làm phát không tính giá năng lượng đã chậm lại trong tháng thứ 9 liên tiếp, làm giảm khả năng ngân hàng trung ương Nhật Bản tăng lãi suất. Theo dữ liệu được chính phủ Nhật Bản công bố hôm qua, giá tiêu dùng cốt lõi không bao gồm giá thực phẩm tươi sống dễ biến động đã tăng 2,5% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm trước, tăng tốc so với mức tăng 2,2% của tháng 4, chủ yếu là do thuế năng lượng tăng chỉ số này thấp hơn một chút so với dự báo của thị trường về mức tăng 2,6%, nhưng lạm phát lõi không bao gồm giá thực phẩm tươi sống và năng lượng tăng 2,1% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái, hạ nhiệt so với mức tăng 2,4% trong tháng 4. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2022. Việc lạm phát cốt lõi, chỉ số được BOJ theo dõi chặt chẽ như thước đo biến động giá theo nhu cầu hạ nhiệt, đặt ra nghi ngờ về mục tiêu duy trì lạm phát ở mức 2% để BOJ tăng lãi suất. Nhiều nhà kinh tế kỳ vọng BOJ sẽ tăng lãi suất lên 0,25% trong năm nay. Tập đoàn kinh tế Hanwha của Hàn Quốc hôm nay tuyên bố rót 100 triệu đô la Mỹ để mua 100% cổ phần của nhà máy đóng tàu Mỹ Philly. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp Hàn Quốc gia nhập vào ngành đóng tàu ở Mỹ. Tập đoàn Hanwha có kế hoạch sử dụng bến tàu lớn nhất của Philly để tiến hành đóng, bảo trì, sửa chữa và vận hành tàu. Thỏa thuận mua lại có liên quan đến hai đơn vị thuộc tập đoàn là Hanwha System và Hanwha Ocean. Trong đó, Hanwha System, đơn vị công nghệ thông tin và điện tử quốc phòng của Hanwha, đặt mục tiêu hợp tác với Philly để phát triển các tàu buôn dân sự có khả năng tự vận hành, tích hợp công nghệ không người lái tiên tiến. Hanwha Ocean, đơn vị chuyên về đóng tàu và kỹ thuật hàng hải của Hanwha, sẽ tận dụng chuyên môn của Philly trong sản xuất tàu chở dầu và tàu container cỡ trung để đa dạng hóa hoạt động kinh doanh. Thành lập vào năm 1997, Philly là nhà sản xuất tàu lớn và có tiếng ở Mỹ. Vata AG, một trong những nhà sản xuất pin lâu đời nhất của Đức, hôm qua tuyên bố các giảm dự báo doanh thu năm 2024 do nhu cầu thị trường sụt giảm. Công ty hạ dự báo doanh thu cả năm 2024 từ hơn 964 triệu đô la Mỹ xuống khoảng 877 đến 932 triệu đô la. Trước đó vào tháng 4, Vata cũng tuyên bố nhiều khả năng công ty này không đạt được các mục tiêu đề ra trong kế hoạch tái cơ cấu sau khi khách hàng quan trọng là tập đoàn công nghệ Apple của Mỹ cắt giảm sản lượng tai nghe AirPods dẫn tới việc sản xuất pin của Vata sụt giảm đáng kể. Thành lập năm 1887, Wata là nhà sản xuất pin nổi tiếng của Đức, chuyên sản xuất pin cho lĩnh vực ô tô, công nghiệp và tiêu dùng toàn cầu. Thưa quý vị, chứng khoán Mỹ biến động trái chiều trong phiên giao dịch hôm qua, trong bối cảnh các nhà đầu tư đánh giá các dữ liệu kinh tế mới nhất và hoạt động chốt lời của giới đầu tư. Trong khi đó, thì chứng khoán châu Âu tăng điểm, phản ứng sau quyết định lãi suất của ba ngân hàng trung ương. Khép phiên hôm qua, trên thị trường Phú Quân, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,77% lên 39.134 điểm, trong khi chỉ số tổng hợp NB500 giảm 0,25% xuống 5.473 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng giảm 0,79% và khép phiên ở mức 17.722 điểm. Bộ Lao động Mỹ hôm qua công bố số liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ đã giảm xuống 238.000 trong tuần kết thúc vào ngày 15 tháng 6. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường việc làm tiếp tục hạ nhiệt. Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy số lượng nhà ở mới xây dựng ở Mỹ đã giảm 5,5% trong tháng 5 do lãi suất cao. Nhưng theo bà Liv Miller, Chủ tịch Công ty Cố vấn Tài chính Smith Play, lãi suất sẽ giảm bớt thúc đẩy lĩnh vực xây dựng, bà nói. Cần nhớ rằng có 4,5 triệu đơn vị nhà ở đang được xây dựng ở Mỹ, nhu cầu xây dựng vẫn rất cao. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu công nghệ bị kéo giảm do cổ phiếu hạng chip Nvidia giảm 3,5% trong phiên hôm qua. Cổ phiếu của hai công ty công nghệ Dell và Super Mipro Computer cũng lần lượt giảm 0,42% và 0,26%. Bà Anker Rafford, phó chủ tịch điều hành công ty quản lý đầu tư Anzer cho biết, Cổ phiếu Nvidia đã tăng 68% trong 2 tháng qua, mức giảm hơn 3% trong hôm qua nằm trong dự báo. Cổ phiếu không thể cứ mãi tăng được. Chứng khoán châu Âu đóng cửa tăng điểm sau các quyết định lãi suất từ Ngân hàng Trung ương Anh, Thụy Sĩ và Na Uy. Khép phiên chỉ số stock 600 toàn châu Âu tăng 0,88%, cổ phiếu công nghệ dẫn đầu tăng hơn 1,63%. Giá dầu giảm trong phiên giao dịch sáng nay do triển vọng lãi suất cao trong thời gian dài hơn ở châu Á và Mỹ. Theo đó, giá dầu Brent vào tháng 8 giảm 11 sen xuống còn 85,6 đô la Mỹ một thùng, trong khi dầu thô WTI giảm 9 cent xuống còn 81,2 đô la Mỹ một thùng. Về triển vọng thị trường năng lượng, giám đốc điều hành tập đoàn điện lực và dầu khí BGNE, bà Patty Pop nhận định theo như chúng tôi dự báo, nhu cầu đối với năng lượng, trong đó có dầu, sẽ tăng gấp đôi. Từ giờ đến năm 2040, mức tăng sẽ vào khoảng 4% mỗi năm. Giá vàng tăng hơn 1% trong phiên hôm qua, lên mức cao nhất trong 2 tuần. Theo đó, vàng giao ngay tăng 1,4% lên 2.358,79 đô la Mỹ một ao. Giá vàng giao sau của Mỹ tăng 0,9% lên 2.369 đô la Mỹ một ao. Vâng thưa quý vị, theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu Nhà ở thuộc Đại học Harvard của Mỹ, chi phí để mua một căn nhà tầm trung tại Mỹ đã chạm mức cao nhất trong hơn 30 năm trở lại đây. Theo nghiên cứu trên, với giá nhà hiện nay, chưa đến 6% người đang thuê nhà ở Mỹ có đủ tài chính mua được nhà. Báo cáo cho thấy trong quý một năm nay, một căn nhà tầm trung ở Mỹ có giá 389.400 đô la Mỹ. Theo báo cáo, mỗi gia đình sẽ phải kiếm được 120.000 đô la Mỹ hàng năm mới đủ khả năng mua được nhà con số này tăng so với mức 82.000 đô la Mỹ được ghi nhận vào năm 2021. Ông Mike Bright, nhân viên kế toán và vợ của ông đã dành nhiều năm để tìm một căn nhà hợp túi tiền. Ông nói: "Tôi thấy rất tuyệt vọng, mọi thứ đều quá đắt đỏ, vượt khả năng chi trả của chúng tôi. Chúng tôi liên tục phải tìm kiếm những thứ vừa túi tiền." Một trong những nguyên nhân là cầu vượt cung, số người tìm mua nhà hiện đang cao hơn so với số lượng nhà bán ra. Ông Fred Ochersky, chuyên gia bất động sản tại công ty dịch vụ tài chính Bank cho biết thêm. Thêm một nguyên nhân khác là lãi suất vay thế chấp ở mức 3% trong đại dịch COVID-19, nhưng giờ là gần 7%, nghĩa là việc mua một căn nhà sẽ trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là đối với người mua nhà lần đầu. Theo báo cáo của Harvard, giá nhà cơ bản tại 550 thành phố ở Mỹ đã vượt ngưỡng 1 triệu đô la Mỹ. Thành phố Chicago ở bang Illinois cũng nằm trong danh sách trên, Khoảng cách sở hữu nhà ở giữa các sắc tộc ở Mỹ cũng khá rộng. Ông Anthony Limskin, giám đốc chi nhánh Chicago của dịch vụ nhà ở Neighborhood, nói Tỷ lệ sở hữu nhà ở giữa người da màu, người Mỹ gốc Latin và người da trắng ở Chicago nói riêng và ở Mỹ nói chung chênh lệch khoảng 30%. Tỷ lệ sở hữu của người da trắng là 70 đến 75%, trong khi người da màu và người Mỹ gốc Latin là 30 đến Hiện tại thì ông Wright vẫn cảm thấy mình may mắn khi vẫn có đủ khả năng thuê nhà, ông nói. Tôi hiểu được cảm giác của những người đang phải trải qua khó khăn và đang cố gắng để duy trì một nơi ở trước khi rơi vào cảnh vô gia cư. Theo giới chuyên gia, khả năng giá nhà giảm là rất xa vời. Ông Fred Oshoki nói thêm, trước mắt giá nhà sẽ còn tiếp tục tăng và không có dấu hiệu giảm trong thời gian sắp tới. Thiếu nhà ở, giá phải chăng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người cảm thấy ngột ngạt. Đây sẽ là một trong những yếu tố chi phối trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng 11 tại Mỹ. Quý vị khán giả vừa theo dõi bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới trên kênh truyền hình thiết yếu của tỉnh Đồng Nai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.